Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Và đừng quên bấm nút đăng ký cũng như là chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và bây giờ sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Chiều ngày 3 tháng 9 năm 2012, trước khi hoàng hôn kịp buông xuống, chiếc Ferrari màu đen tông trực diện vào một chiếc xe mô tô cảnh sát phía trung tâm thành phố Bangkok. Sau khi kéo lê viên cảnh sát xấu số một đoạn, chiếc siêu xe oai nghiệt tăng tốc rời khỏi hiện trường. Biên bản điều tra từ cảnh sát cho thấy các vết dầu loang dẫn họ tới một trong những gia tộc giàu có nhất Thái Lan lúc bấy giờ. Đó là gia tộc đồng sở hữu Red Bull, đế chế nước tăng lực đình đám trên thế giới. Và người đã lái chiếc Ferrari sau đó được xác nhận là thiếu gia Vorayut Borsuvia, người được Forbes ước tính thừa kế gia sản trị giá hơn 20,2 tỷ USD. Yuvia bị truy tố với 5 tội danh, bao gồm chạy quá tốc độ, gây tai nạn rồi bỏ chạy, lái xe ẩu gây hậu quả chết người. Tuy nhiên, vì xét xử bị đình trệ trong nhiều năm vì thiếu gia nhà tỷ phú liên tục trì hoãn lệnh triệu tập. Thậm chí, các nhà chức trách tin rằng Yuvia đã rời khỏi Thái Lan từ năm 2017. Trong nhiều năm, gia đình của sĩ quan cảnh sát xấu số, thiếu tá Quintian Clambrasas bị bỏ lại trong tình trạng hoang mang. Để rồi tới ngày 23 tháng 7, đại tá Samban Luansatkul thuộc Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan xác nhận rằng Bộ Tư pháp OAG đã quyết định bác bỏ mọi cáo buộc đối với Vorayut. Quyết định trên đã đẩy sự vụ vào tầm chú ý của truyền thông và làm dấy lên sự tức giận của người Thái khi cho rằng hệ thống tư pháp đã quá thiên vị cho người có tiền. Một số kêu gọi tẩy chay các sản phẩm của Red Bull, số khác cho rằng quyết định không truy tố Vorayut là một sự coi thường trắng trợn đối với luật pháp dành cho giới thượng lưu Thái Lan. Công chúng nghĩ rằng có những tiêu chuẩn khác nhau trong hệ thống tư pháp giữa người giàu và người nghèo. Ekatai Chainuvati, giảng viên luật tại Đại học Siam, Bangkok cho biết. Kể từ lúc đó, áp lực từ công chúng tăng lên hướng đến OAG, cảnh sát, hạ viện và cả thủ tướng Prayut Chan-o-cha, người trước đó đã phát biểu về sự đảm bảo công bằng cho xã hội. Câu chuyện cũng xoay chuyển dữ dội từ cái chết của nhân chứng cho đến quyết định kỳ lạ của OAG. Và xuyên suốt câu chuyện gia tộc Red Bull đều giữ im lặng. Vorayut thường được biết đến với biệt danh Boss, tạm dịch là sếp, sinh ra và lớn lên ở Thái Lan trong một gia tộc hết sức quyền lực. Ông nội của y, Chaleo Yuvia, là người tạo ra nước tăng lực Red Bull và biến nó thành một đế chế toàn cầu. Chaleo bắt đầu sự nghiệp bằng việc bán buôn dược phẩm. Năm 1956, ông sáng lập ra công ty dược TC Pharmaceutical, chuyên sản xuất thuốc hạ sốt và trị đau đầu. Không lâu sau đó, ông bị thuyết phục tham gia vào một thị trường lớn hơn thế, chính là nước tăng lực, và chế ra Creatine, một dạng nước giải khát chứa caffeine, cực kỳ thịnh hành trong giới lao động và cánh tài xế đường trường. Năm 1984, Chaleo hợp tác cùng doanh nhân người Áo Dietrich Mateschitz, sau đó tung ra Red Bull, phiên bản Creatine có thêm ga. Red Bull nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, được ưa dùng bởi các vận động viên thể thao, giới học sinh, sinh viên và công nhân làm ca đêm. Sau khi Chaleo qua đời năm 2012, con trai ông là Chalam Yuvia đứng ra tiếp quản đế chế. Lúc này, gia tộc của họ đứng thứ hai trong danh sách 50 người giàu nhất Thái Lan, chỉ sau gã khổng lồ ngành công nghiệp là anh em nhà Charavanul. Nhà Charavanul sở hữu phần nửa tập đoàn Red Bull toàn cầu, với doanh số mỗi năm là 7,5 tỷ lon trên phạm vi 171 quốc gia. Đế chế của họ còn mở ra cả bất động sản, nhà hàng, trang trại ủ rượu và cũng là đơn vị nhập khẩu chính thức siêu xe của Ferrari duy nhất ở Thái. Vorayut giống như cha và ông nội, giữ đời tư của mình tránh xa truyền thông cho đến khi vụ tai nạn oan nghiệt xảy ra. Một số nguồn tin cho biết, tại sở cảnh sát, Vorayut thừa nhận đã đâm vào chiếc mô tô, nhưng trình bày lý do là vì bị một chiếc xe khác tạt đầu. Thiếu gia nhà Red Bull được cho tại ngoại sau khi nộp khoản tiền bảo lãnh khoảng 500.000 baht, tương đương khoảng 370 triệu đồng. Những năm tiếp theo, Vorayut liên tục lảng tránh lệnh triệu tập từ tòa án. Lý do được luật sư đưa ra là y bị ốm hoặc đang đi công tác nước ngoài.
Tháng 4 năm 2017, công tố viên cuối cùng cũng đã ban hành lệnh bắt giữ với Y nhưng đã quá muộn. Voorhees khi đó đã không còn ở Thái nữa, theo báo cáo của cảnh sát. Interpol, tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế, cũng ban hành lệnh truy nã với Voorhees. Tuy nhiên, tung tích của Y hiện vẫn chẳng ai rõ. Trong khi đó, gia tộc Red Bull vẫn giữ nguyên thái độ im lặng trước truyền thông. Trong thời gian rất dài, vụ án của Voorhees bị đình trệ. Rồi đến tháng 9 năm 2017, thời hạn truy tố chấm dứt với 4 tội danh, bao gồm vượt quá tốc độ và đâm rồi bỏ chạy. Cảnh sát chỉ có thời hạn đến năm 2027 để truy tố tội danh nghiêm trọng nhất, lái xe ẩu gây chết người. Tưởng là vậy, nhưng đến ngày 23 tháng 7 năm 2020, OAG bất ngờ thông báo từ bỏ vụ án. Ned Nasuk, công tố viên chịu trách nhiệm cho vụ án, không đề cập lý do cụ thể cho quyết định này. Tuy nhiên, lá thư thông báo cho cảnh sát có vẻ như đã có bằng chứng mới về việc Voorhees không chạy quá tốc độ ở thời điểm xảy ra vụ việc. Cụ thể, theo lá thư từ ngày 12 tháng 6, Voorhees ban đầu bị cảnh sát cáo buộc đã chạy xe với vận tốc 177 km/h, vượt rất sâu so với giới hạn 80 km/h của luật pháp. Tuy nhiên, cảnh sát sau đó đã thay đổi ước tính vận tốc vào năm 2016 từ 177 km/h xuống còn 79 km/h, vừa xin vận tốc cho phép. Không có lý do nào được đưa ra về sự thay đổi này. Ngoài ra, còn có lời khai của hai nhân chứng nữa cung cấp cho công tố viên vào tháng 12 năm 2019 rằng chiếc ferry của Voorhees chỉ đang đi với vận tốc 50-60 km/h ở thời điểm gây tai nạn. Charuchat Mathong, một trong hai nhân chứng, cho biết khi đó anh đang lái một chiếc xe bán tải ngay phía sau xe cảnh sát và trông thấy nạn nhân đã chạy cắt đầu xe Ferrari. Charuchat đã cung cấp lời khai cho cảnh sát vài tuần sau vụ va chạm, nhưng được yêu cầu cung cấp thêm lời khai hồi tháng 12 năm 2019, theo thông báo của cảnh sát và OAG. Tuy nhiên, một số điều tra viên tỏ ra nghi ngờ lý do vụ án bị từ bỏ và dự tính sẽ gọi Charuchat lên thẩm vấn trong thời gian tới. Nhưng điều đó đã không bao giờ xảy ra. Ngày 30 tháng 7, Charuchat tử vong trong một vụ tai nạn giao thông. Cái chết bất ngờ của Charuchat, nhân chứng quan trọng của vụ án, đã làm dấy lên tranh cãi mạnh trong xã hội Thái Lan. Bằng chứng từ camera giao thông cho thấy Charuchat đã lái một chiếc mô tô trên đường vắng tại Chiang Mai, trước khi va chạm với một chiếc xe máy khác đi cùng chiều. Trung tướng Prachut Wongsok, ủy viên cảnh sát vùng 5 cho biết, Charuchat đã gặp gỡ và uống rượu cùng một người đàn ông khác ở quán bar, sau đó đồng ý lái xe theo người này tới một địa điểm khác. Điều tra ban đầu cho thấy, Charuchat đã bị mất lái, vướng phải bánh xe của người còn lại và gây ra tai nạn. Người đàn ông gặp Charuchat may mắn sống sót sau vụ tai nạn. Prachut nhận định sự việc có vẻ như là tai nạn, nhưng cảnh sát không loại trừ khả năng có âm mưu giết người phía sau. Chúng tôi đang tiến hành điều tra các nghi phạm xung quanh Charuchat, ông cho biết. Nhiều người nhận định thời điểm xảy ra vụ án là quá trùng hợp vì cái chết của Charuchat đến chỉ sau khi Thủ tướng Prachut thông báo thiết lập hội đồng điều tra lý do từ bỏ vụ án của Voorhees. Số khác chỉ ra chi tiết đáng ngờ như việc điện thoại của Charuchat biến mất khỏi hiện trường. Charuchat làm việc cho một chủ sở hữu câu lạc bộ bóng đá tại địa phương. Theo Trung tướng Prachut, một nhân viên của câu lạc bộ đã khai nhận y lấy điện thoại của Charuchat sau vụ tai nạn và xóa mọi ảnh chụp bên trong. Lý do là vì y đang chuẩn bị đua tranh cử tại địa phương và muốn xóa bỏ mọi bằng chứng liên quan đến Charuchat vì không muốn dính dáng đến scandal Red Bull. Trước nhiều nghi ngờ xung quanh sự việc, Thủ tướng Prachut ra lệnh hoãn hỏa táng thi thể Charuchat để tiến hành khám nghiệm tử thi lần hai. Kết quả cho thấy Charuchat bị nứt sọ, vỡ la lách, gãy xương sườn và xuất huyết trong não và dạ dày, những chấn thương phù hợp với một vụ tai nạn giao thông. Kết quả từ lần khám nghiệm đầu tiên không được công bố. Nhưng rồi đến ngày 4 tháng 8 vừa qua, lại thêm một cú tweet nữa xảy ra. Bộ Tư pháp xác nhận đã có thêm bằng chứng mới, là quan điểm của chuyên gia Sathon Vajanwalok, giảng viên vật lý tại Đại học Chulalongkorn. Thông qua hình ảnh từ camera an ninh, ông nhận định chiếc Ferrari đã di chuyển với vận tốc 177 km/h, phù hợp với kết luận ban đầu của chuyên viên cảnh sát. Hội đồng OAG xác nhận đánh giá của Vajanwalok đã không được đưa vào biên bản điều tra của cảnh sát, nên công tố viên không hề biết về nó khi đưa ra quyết định từ bỏ vụ án.
Hội đồng cho biết, công tố viên chưa nhìn thấy hết con số 177 trong biên bản báo cáo từ cảnh sát. Theo Prayut Prajakuna, người phát ngôn của Bộ Tư pháp, thông tin này đã khiến họ phải yêu cầu cảnh sát tái điều tra lại tốc độ của chiếc Ferrari ở thời điểm xảy ra tai nạn để có cơ sở truy tố tội danh lái xe gây chết người với Yudhvija. Ngoài ra, còn là tội danh lạm dụng chất kích thích vì mẫu xét nghiệm máu của Yudhvija khi đó cho thấy dấu vết của ma túy. Ngày 10 tháng 8, OAG ra thời hạn 10 ngày cho cảnh sát để bổ sung báo cáo điều tra. Hiện tại, việc khởi tố Voyut vẫn chưa được khôi phục, nhưng y vẫn đang bị truy nã. Vicham Mahakul, người đứng đầu Ủy ban điều tra do Thủ tướng Prayut thành lập cho biết, lệnh bắt giữ đối với Voyut vẫn có hiệu lực sau khi tòa án thu hồi quyết định từ bỏ nó.